Nhắc đến Hội An thì phải nói đến nền ẩm thực phố cổ mang một hương vị đặc trưng mà ít nơi nào có được. Ngoài những món ăn nổi tiếng như cao lầu hay mì Quảng, Hội An còn được biết đến với món cơm gà trứ danh. Hành trình hương vị phát sóng vào lúc 19h40 Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng Á hậu Kiều Loan vào bếp chế biến món ăn này nhé!